Làm khô không khí này em. Đối với lại đồ hơi hay bị áp lực đấy thì bắt buộc phải có vest an toàn đấy, nhưng mà trong khi người vận hành thì một số vest an toàn này nó có vest an toàn có tay giật, có vest an toàn là không có tay giật. Thì khi mình đi kiểm định ấy thì khi bị áp lực hoặc là cái đồ hơi nó cái vest an toàn nó không có tay giật thì mình có cho nó làm nặng như vậy. Thông thường mà người ta lắp an toàn mà không có cái giật mà thông thường nó ý của nó là không cho giật, vâng, đúng không? Không có thế giật nên là không cho giật, không cho giật là thường rơi vào an toàn các loại gì ạ? Khí độc có cháy nổ, đúng không? Không cho giật, cứ là cá nhân đấy chứ. Ví dụ như là thằng này lại điều chỉnh như áp suất ra. Thế còn các bạn nên nhớ là khi mà xử lý mà xả đáy ngưng. Đây là cái đàn hơi. Đây là cái bộ động lực thôi. Thì nhiều khi người ta bảo các bạn nó lên gì không, thằng này là củ điều chỉnh áp suất đấy, thằng này điều chỉnh áp suất đầu ra đấy, thằng này xoáy để thay đổi đấy, còn cái xả đáy là công ngưng của nó đây là ngưng nước, xả đáy ngưng nước, xả đáy áp suất nhanh nhất. Còn lên một kênh 3 năm vàng thì cái nhiệt lượng mà hơi mang đi không nhiều bằng nhiệt lượng nước, bạn cần xả nước đi với tôi bơm nước vào là được.